Phật tử, Đại Bồ Tát ở nơi A Nộ Đa La Tam Biệu Tam Bồ Đề có 10 thứ tâm tăng thượng như núi. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát thường tác ý, siêng tu pháp nhất thiết trí. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ nhất luôn quán tất cả pháp tánh vốn không chẳng chỗ đắc đó là tâm tăng thượng như núi thứ hai nguyện ở trong vô lượng kiếp hành bồ tát hạnh tu tất cả pháp trắng tịnh nhờ trụ tất cả pháp trắng tịnh nên thấy biết vô lượng trí huệ của Như Lai, đó là tâm tăng thượng như núi thứ ba, vì cầu tất cả Phật Pháp, tâm bình đẳng, kính thờ các thiện tri thức, không cầu mong gì khác, không có tâm trộm Pháp, chỉ sinh tâm tôn trọng chưa từng có, tất cả hết thảy đều xả bỏ được, đó là tâm tăng thượng như núi thứ tư, nếu có chúng sinh mắng nhục, phỉ báng, đánh đập, cắt chém, làm khổ thân hình Bồ Tát cho đến mất mạng, những việc như vậy thảy đều thọ được, chọn không vì đó mà sinh tâm động loạn, sinh tâm sân hại, cũng chẳng thối bỏ đại bi hoàng thệ càng khiến cho tăng trưởng không có ngừng nghỉ. Tại sao? Vì Bồ Tát ở nơi tất cả Pháp như thật xuất đi, xả bỏ thành tựu, chứng được tất cả Pháp của các như lai, nhẫn nhục nhu hòa đã được tự tại. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ năm đại bồ tát thành tựu tăng thượng đại công đức quyến thuộc tăng thượng công đức dục tăng thượng công đức ngôi vua tăng thượng công đức tự tại tăng thượng công đức phước đức tăng thượng công đức trí huệ tăng thượng công đức tuy lại thành tựu công đức như vậy nhưng chọn không sinh tâm nhiễm trước đối với những công đức đó như là không nhiễm trước vị không nhiễm trước dục không nhiễm trước tài sản không nhiễm trước quyến thuộc chỉ ưa pháp thâm sâu đi theo pháp trụ theo pháp theo pháp hướng đến theo pháp rốt ráo dùng pháp làm chỗ nương tựa dùng pháp làm chỗ cứu giúp dùng pháp làm chỗ quy y, dùng pháp làm nhà giữ gìn pháp, ưa thích pháp, mong cầu pháp, tư duy pháp. Phật tử, đại bồ tát tuy lại thọ đủ thứ pháp lạc mà thường xa lìa các cảnh giới ma. Tại sao? Vì đại bồ tát ở trong đời quá khứ đã phát tâm như vậy tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều vĩnh viễn xa lìa các cảnh giới ma trụ cảnh giới phật đó là tâm tăng thượng như núi thứ sáu Đại Bồ Tát vì cầu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã ở trong vô lượng A tăng kỷ kiếp, hành Bồ Tát đạo, tinh tấn không giải đãi, cho rằng tôi nay mới phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hành Bồ Tát hạnh, cũng chẳng kinh, cũng chẳng sợ cũng chẳng hãi tuy có thể một niệm thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề nhưng vì chúng sinh mà ở trong vô lượng kiếp hành bồ tát hạnh không có ngừng nghỉ đó là tâm tăng thượng như núi thứ bảy